Ngũ giác đài cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt thỏa thuận ngân sách. Theo CNN, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã soạn danh sách các hậu quả nghiêm trọng từ việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine tới dừng mua máy bay ném bom mới B-21 nếu quân đội buộc phải hoạt động theo dự luật tài trợ tạm thời trong một năm. Cảnh báo trên cùng với một bức thư gần đây do Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gửi thư cho Quốc hội phản ánh sự báo động ngày càng tăng trong các quan chức cấp cao nhất của Ngũ giác đài khi giới lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ đối mặt với viễn cảnh không đáp ứng các mốc thời gian quan trọng để quyết định ngân sách cho chính phủ vào năm tới. Nếu áp dụng một dự luật chi tiêu ngắn hạn mang tên nghị quyết tiếp tục kéo dài một năm, ngân sách cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ bị hụt tới 29 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 3.7% so với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden cho năm tài chính 2023. Israel công bố giới lãnh đạo Iran vẫn có thể tiếp tục nắm quyền sau các cuộc biểu tình. Nhà phân tích chính trị của cơ quan tình báo quân sự Israel cho biết thì giới lãnh đạo của Iran vẫn có thể sống sót và tiếp tục cầm quyền sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Dù đã nhiều năm trôi qua, những xung đột có từ thời chiến tranh lạnh vẫn còn tại giữa Iran và Israel. Vì lý do này mà Israel luôn theo dõi chặt chẽ tình trạng bất ổn bạo lực ở Iran. Mới đây thì Tel Aviv còn tuyên bố ủng hộ cho làn sóng biểu tình chống chính phủ. Chỉ huy tình báo quân sự Israel là thiếu tướng Aharon Haliva đã nhấn mạnh lời nhận xét của mình với chính trị nêu trên. Phong trào xuống đường ở Iran được khơi mào bởi cái chết của thiếu nữ người Kurd Mahsa Amini từng bị cảnh sát bắt giữ chỉ do cô gái không trùm khăn hijab theo luật của đạo Hồi. Nga cho biết 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào 2 căn cứ không quân. Giới lãnh đạo Nga vào ngày thứ Hai cho biết thì 3 nhân viên quân sự của họ đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vốn nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân do Moscow kiểm soát. 2 máy bay ở đây đã bị hư hại nhẹ theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, ngoài ra còn có 4 người khác bị thương. Đây là màn đáp trả lẫn nhau sau khi các hạ tầng cơ sở của Ukraine cũng bị Nga không kích. Trong một diễn biến khác cùng ngày, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Sergey Lavrov cho biết NATO là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga và lập trường của phương Tây có nguy cơ dẫn đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc sở hữu vũ khí nguyên tử. Hoa Kỳ trước đó đã từ chối đàm phán với Moscow. Giới lãnh đạo doanh nghiệp bi quan về triển vọng kinh tế 2023. Một cuộc khảo sát cho thấy thì giới lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ đang bi quan về triển vọng của năm 2023. Hoạt động tuyển chậm lại, chi tiêu ít đi, tăng trưởng yếu hơn. Đó là những gì mà các giám đốc điều hành CEO doanh nghiệp ở Hoa Kỳ dự báo khi nền kinh tế nước này chuẩn bị sang năm 2023 với một loạt trở ngại chờ đón. Tổ chức Business Roundtable, một hiệp hội của các CEO doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ, vào ngày 5 tháng 12 cho biết thì chỉ số triển vọng kinh tế CEO trong quý tư này giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 năm. Chỉ số do Business Roundtable thực hiện là sự phản ánh tổng hợp kế hoạch của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch đầu tư, tuyển dụng và kỳ vọng doanh thu. Năm nay thì chỉ số này quý nào cũng giảm trượt từ 124 điểm vào đầu năm xuống còn 73 điểm hiện nay. Tòa Bạch Ốc kêu gọi lên án cựu Tổng thống Trump muốn sửa đổi hiến pháp. Tòa Bạch Ốc hôm qua vào ngày 5 tháng 12 đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump sau phát ngôn của ông về đình chỉ các quy tắc hiến pháp, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa lên án ông Trump. CNN nhận lời người phát ngôn viên là Andrew Bate cho rằng mọi Tổng thống và nghị sĩ Quốc hội đã thề sẽ bảo vệ hiến pháp Mỹ và nhấn mạnh các thành viên của đảng Cộng hòa cần phải tái khẳng định lời tuyên thệ tôn trọng hiến pháp. Trước đó, vào cuối tuần qua, thì ông Trump đưa ra lời kêu gọi thông qua mạng xã hội của ông Truth Social kêu gọi chấm dứt hiến pháp nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 để đưa ông lên nắm quyền trở lại. Ông Trump đưa ra lời kêu gọi chỉ một ngày sau khi Twitter công bố email nội bộ về cuộc tranh luận năm 2020 liên quan đến bản tin từ tờ báo bảo thủ New York Post về tài liệu tìm thấy trong máy điện toán của ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden. Meta Platform dọa là sẽ xóa nội dung tin tức khỏi nền tảng. Công ty mẹ của Facebook là Meta Platform đã đe dọa xóa nội dung tin tức khỏi nền tảng của mình nếu Nghị viện Hoa Kỳ thông qua đề xuất về một dự luật truyền thông cho phép các tổ chức truyền thông nhỏ liên kết với nhau để đàm phán với Big Tech. Dự thảo luật được gọi là Đạo luật bảo tồn và cạnh tranh báo chí
được Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đưa ra hàng chục nhà lập pháp khác ủng hộ, sẽ tạo ra sự miễn trừ 4 năm theo luật chống độc quyền của Hoa Kỳ, cho phép các cơ quan báo chí thương lượng chung với các nền tảng truyền thông xã hội để đổi lấy phần doanh thu quảng cáo lớn hơn nội dung tin tức của họ. Đây là một trong một số dự luật chống độc quyền tập trung vào công nghệ hiện đang chờ bỏ phiếu tại Quốc hội.